Hot, thiếu gia Đỗ Vinh Quang chính thức đăng ảnh với vợ sắp cưới Đỗ Mỹ Linh kèm lời nhắn cực yêu. Mới đây trên trang cá nhân, cậu út nhà bầu hiền là Đỗ Vinh Quang đăng tải ảnh vợ sắp cưới nhân ngày sinh nhật cô. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt bởi hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức công khai cô sắp cưới chàng Đỗ Vinh Quang. Đặc biệt, thiếu gia còn viết tưởng yêu đương nhất thời, hóa ra lại thương nhất đời và chúc mừng sinh nhật Đỗ Mỹ Linh. Trong ảnh, hai người ôm nhau tình tứ, cùng nhìn về một phía. Bức ảnh được cho là ở bên nước ngoài nơi cặp vợ chồng chụp ảnh cưới. Có thể thấy thiếu gia Đỗ Vinh Quang rất yêu thương vợ bởi anh không mấy khi đăng trạng thái lên mạng xã hội. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, hẳn là anh muốn chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ này. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức công khai đám cưới vào sinh nhật tuổi 26. Mới đây, trên trang cá nhân, nàng hậu Đỗ Mỹ Linh đã chính thức thông báo về đám cưới cùng Đỗ Vinh Quang, thiếu gia nhà bầu hiền. Cuối cùng ngày này đã tới. Hôm nay là ngày đặc biệt với tôi, ngày sinh nhật tuổi 26. Tôi muốn dành hết niềm vui và hạnh phúc trong ngày hôm nay để thông báo với mọi người về quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên, khi tôi mới đăng quang hoa hậu, rất nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm. Về người ấy nhưng tôi chưa bao giờ lên tiếng và ở thời điểm đó, tôi luôn hứa với mọi người rằng, khi nào tôi tìm được một người xứng đáng, sẽ ở bên tôi suốt cuộc đời, tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Và đến giờ tôi đã giữ được lời hứa đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 viết. Nàng hậu cho biết, những ngày qua mọi người có thể biết tới thông tin về đám cưới của cô từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, cô muốn tiết lộ chuyện quan trọng nhất của đời mình vào sinh nhật độc thân cuối cùng. Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ, cô không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của mình và bạn trai. Cô chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất. Nhân dịp này, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ lời cảm ơn về tình cảm và sự quan tâm của giới truyền thông dành cho cô kể từ khi đăng quang cho đến nay. Mỹ Linh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đặc biệt là sự cảm thông của giới truyền thông, bởi gia đình hai bên muốn có không gian riêng tư cho bạn bè và người thân trong ngày lễ trọng đại sắp tới. Hot hé lộ 6 chiếc váy cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Mới đây, loạt ảnh Đỗ Mỹ Linh thử váy cưới đã được chia sẻ. Nàng hậu thử tới 6 chiếc váy được thiết kế cầu kỳ từ form dáng đến từng hoa tiết. 6 mẫu váy này bao gồm lễ phục chính thức của Đỗ Mỹ Linh trong đám cưới và thiết kế cô mặc để chụp ảnh cưới tại châu Âu. Mỗi chiếc váy được thiết kế theo một phong cách riêng, vừa thể hiện phong cách ngọt ngào, dịu dàng của Đỗ Mỹ Linh, vừa tôn lên vóc dáng gợi cảm của nàng hậu. 6 chiếc váy được thiết kế bởi một nhà thiết kế váy cưới đình đám bậc nhất Hà Nội, mỗi chiếc đều có giá không hề nhỏ. Được biết, chồng sắp cưới của cô là Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai nhà bầu hiền. Đỗ Vinh Quang khá kín tiếng trên mạng xã hội. Anh không thường xuyên cập nhật những hoạt động, hình ảnh của mình. Hiện tại, anh đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị một công ty lớn. Ngoài ra, Đỗ Vinh Quang nổi tiếng hơn với vai trò là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội vào năm 2020 khi mới 25 tuổi. Đỗ Vinh Quang tốt nghiệp cao học ngành tài chính tại Anh, sau khi về nước làm chuyên viên ban quản lý đầu tư của một tập đoàn. Trước đó, Đỗ Vinh Quang gây chấn động thị trường chứng khoán trong nước khi quyết định chi 270 tỷ đồng mua vào 35,9 triệu cổ phiếu ngân hàng SHB. Theo như ước tính, Đỗ Vinh Quang đã sở hữu tài sản lên đến hơn 500 tỷ đồng và lọt top 150 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Có thể thấy, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang về một nhà đúng cặp đôi trai tài gái sắc dầu đổ vách. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé! Theo thông tin được tiết lộ, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Trước ngày lên xe hoa, người đẹp không hé lộ gì về đám cưới nhưng vẫn tích cực khoe nhan sắc ngọt ngào với fan trong sự kiện, hoạt động cá nhân. Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 đăng tải trên kênh TikTok đoạn clip tạo dáng theo một đoạn nhạc khá dễ thương, khoe cận khuôn mặt thanh tú, không khuyết điểm, cùng vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Nàng hậu thích thú tiết lộ cô đã quay hơn chục lần để có được đoạn clip đáng yêu như ý. Nhan sắc ngọt ngào của nàng thơ Đỗ Mỹ Linh đã khiến các fan phải cảm thán. Trước đó, Đỗ Mỹ Linh cũng từng khiến các fan bất ngờ khi xuất hiện trong bộ ảnh cưới thanh lịch. Tuy nhiên, đây chỉ là hình ảnh quảng bá cho thương hiệu váy cưới nổi tiếng của người đẹp trước ngày theo chồng về dinh. Đám cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu hiển, trung tâm tổ chức đất đỏ nằm ở khu đất vàng. Đỗ Mỹ Linh rất kín tiếng khi chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư. Được biết sau 1-2 năm hẹn hò bí mật, người đẹp gốc Hà Thành đã được doanh nhân Đỗ Vinh Quang cầu hôn vào ngày 7 tháng 7 tại một resort sang trọng ở Đà Nẵng. Họ sang Italy chụp ảnh cưới từ đầu tháng 9 vừa qua. Hiện tại Hoa hậu Việt Nam 2016 và con trai bầu hiển đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cho hôn lễ. Được biết, đám cưới của Hoa hậu sẽ diễn ra trong không gian riêng tư sang trọng. Cô mời người thân, các đồng nghiệp trong công ty quản lý, bạn bè thân thiết đến dự. Đây cũng là một trong những đám cưới được kỳ vọng hoành tráng và xa hoa nhất showbiz trong năm nay.